đo kiểm tra kiểm định an toàn tính năng kỹ thuật của máy thở, sử dụng thiết bị của Fluke. Ở đây là ta có SA615 để kiểm tra an toàn điện. Trước tiên là ta sẽ phải xác định xem là thiết bị này là có mức cách điện như nào về an toàn điện. Thì ở đây ta có là thiết bị này xác định được là có cọc cách điện, và nó sẽ là thiết thế class 1, và biểu tượng hình người là cách điện của thể hiện là bộ phận ứng dụng kiểu B. Sau đó ta sẽ kiểm tra là sau quy trình ta sẽ kiểm định là điện trở giữa chốt nối đất trên vỏ cắm tới chốt nối đất của kích cắm, và tiêu chí là dòng điện dò trên vỏ máy. Ta sẽ không kiểm tra dòng điện dò có bộ phận ứng dụng do đây là loại B. Để thực hiện phép đo thì đầu tiên ta sẽ kết nối nguồn điện với thiết bị kiểm là SA615. Kết nối thiết bị dưới kiểm với thiết bị kiểm bằng cổng bên tay phải. Bật thiết bị. Trước tiên ta sẽ kiểm điện trở tiếp địa. Nối nút bớt vào vị trí, vào dốc nút. Kết nối quay đo vào cổng màu đỏ. Hiện zero điện trở của quay đo. Ở đây là zero rồi. Zero. Ok. Tiến hành kẹp quay đo vào cọc tiếp điện của thiết bị dưới kiểm. Ta sẽ có được giá trị điện trở của cọc tiếp điện. Giá trị này theo yêu cầu của quy trình sẽ là nhỏ hơn 0,5 ohm. Ở đây ta có là 0,106 ohm. Tức là đảm. Thực hiện ghi vào khi kết quả vào biên bản. Tiếp theo ta sẽ thực hiện đo là dòng điện dò vỏ máy. Do thiết bị này là có sử dụng pin nên là ta sẽ sử dụng phương pháp trực tiếp để đảm bảo an toàn cho thiết bị. Để kiểm tra dòng dò vỏ máy, ta sẽ vào menu microampere đây. Ở đây ta đang lựa chọn là phương pháp đo trực tiếp. Thực hiện là các cái mô phỏng trường hợp lỗi. Ở đây sẽ có là về cực và về đất. Tiến hành bật. Đây là trường hợp là cực tính bình thường và có đất. Cực tính bình thường, không có đất. Giá trị ghi nhận là 303 microampere. Mô phỏng đảo cực và không có đất. Giá trị dòng dò là 299 microampere. Trường hợp có đất và đảo cực, giá trị dòng dò là 0,1. Và ta sẽ ghi giá trị dòng dò lớn nhất ở các cái điều kiện mô phỏng vừa rồi. Theo tiêu chuẩn ở đây là giá trị yêu cầu là nhỏ hơn 0,5 mA. Vừa rồi ta đo là 0,3. Như vậy thiết bị này đạt. Ở đây thiết bị trên bộ phận ứng dụng thì sẽ có là cấp cách điện là loại B. Sau đó ta sẽ không thực hiện kiểm tra dòng dò thiết bị ở trên bộ phận ứng dụng. Đối với yêu cầu kiểm dòng dò qua bộ phận ứng dụng thì ta chỉ kiểm với loại BS hoặc CS.